Hisako Arato là học viên khóa 92 của Học viện Ẩm thực Tochigi. Cô là thư ký của Nakiri Erina, cựu lục tọa của thập kỳ nhân, cũng như hiệu trưởng hiện tại của học viện. Về ngoại hình, Hisako có mái tóc ngắn màu hồng dài đến cằm. Khi còn học sơ trung, mái tóc của cô nhìn có vẻ tròn trịa hơn so với bây giờ. Trong những tập đầu của anime, cô ấy có một phần tóc mái dài đến lông mày. Sau đó, phần tóc mái này được hất sang phía bên trái. Vào năm thứ hai, cô ấy để kiểu tóc bóp ngắn hơn một chút so với ban đầu. Hisako thường mặc đồng phục tiêu chuẩn theo mùa của Tochigi, ngay cả những lúc không đến trường. Khi nấu ăn, cô thường mặc những bộ đồng phục màu trắng cơ bản. Hisako thường mang kính những lúc cô làm việc với máy tính. Số đo 3 vòng của cô ấy là 80, 56 và 79. Về tính cách, Hisako là một người bạn trung thành của Erina và luôn ở cạnh cô ấy mọi lúc mọi nơi. Với tư cách là thư ký, Hisako lên kế hoạch cho các công việc của Erina, giúp cho Erina có thể tập trung một cách cao độ nhất vào công việc của mình. Hisako đã thể hiện xuất sắc những kỹ năng về quản lý thời gian, cũng như thư ký, thậm chí có thể nói là vô cùng ấn tượng do cô ấy chỉ là một học sinh trung học. Nguyện vọng chính của Hisako là giúp đỡ Erina và đảm bảo rằng cô ấy luôn đứng đầu lớp. Với Hisako, Erina giống như một nữ hoàng vậy. Cô ấy luôn có xu hướng quan tâm đến Erina nhiều hơn bản thân mình. Điều này đã xảy ra từ khi họ còn là những đứa trẻ. Ngay từ khi còn nhỏ, Hisako luôn cảm thấy tốt khi đi theo sau Erina, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Cô ấy cũng đã giới thiệu những thứ hiện đại hơn cho Erina, chẳng hạn như manga shoujo, thứ mà Erina rất thích. Hisako nói chung là bướng bỉnh và kiêu ngạo, luôn coi thường người khác. Cô ấy thường ra mặt đại diện cho Erina. Tuy nhiên, niềm tự hào của Hisako với tư cách là đồng minh thân cận nhất của Erina đã bị tổn hại nghiêm trọng khi cô thua trận tứ kết trong giải đấu chính của cuộc tuyển cử mùa thu thứ 43 trước Akira Hayama. Kể từ đó, cô tự trách bản thân nhiều hơn. Cô luôn cho rằng mình đã không còn xứng đáng làm thư ký của Erina nữa, chứ đừng nói đến làm bạn, mặc dù cá nhân Erina phản đối điều này. Tuy nhiên, nhờ lời khuyên của Soma, quyết tâm của cô đã thay đổi. Bây giờ Hisako muốn đứng bên cạnh Erina, chứ không chỉ là đi phía sau cô ấy nữa. Cô ấy đã trở nên thân thiện hơn nhiều và thậm chí còn kết bạn với Soma trong thời gian một tuần cộng tác với nhau, mặc dù trước đó cô ấy không ưa cậu. Về quá khứ, Hisako sinh ra trong gia đình Arato nổi tiếng, được đánh giá rất cao về lĩnh vực Đông y, hay còn gọi là y học Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, cô đã quen với Erina và hai người trở thành bạn của nhau. Hisako quyết định theo học ngành Đông y của gia đình, điều này ảnh hưởng đến phong cách nấu ăn của cô. Cô tự hứa với bản thân mình rằng sẽ sử dụng những kiến thức và kỹ năng đó để phục vụ Erina, người mà cô coi là nữ hoàng. Bằng sự tận tâm và kỹ năng ấn tượng, Erina đã để Hisako trở thành thư ký riêng của mình, lo liệu tất cả mọi công việc của cô ấy. Về phong cách nấu ăn, Hisako vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực y thực đồng nguyên. Y thực đồng nguyên là một cách thức nấu ăn từ Đông y bằng việc kết hợp món ăn với các loại thuốc và dược phẩm, đã phát triển nên một phương pháp ăn uống với việc sử dụng các bài thuốc tự nhiên và thảo dược truyền thống Trung Quốc. Hisako truyền các thành phần thuốc truyền thống của Trung Quốc vào món ăn của mình, ví dụ như đẳng sâm, một biến thể của nhân sâm. Kiến thức này bắt nguồn từ gia đình Arato, nổi tiếng với những nghiên cứu và kiến thức sâu rộng về y học Trung Quốc. Cô ấy đã nghiên cứu rất kỹ những nội dung này của gia đình để có thể phục vụ Erina. Có lẽ chính vì thế mà Hisako có xu hướng chế biến những món ăn của Trung Quốc. Cô sử dụng các nguyên liệu vô cùng đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc, chẳng hạn như bánh hấp và rùa mai mềm. Trên đây là tóm tắt nhanh về nhân vật Hisako Arato. Xin chào và hẹn gặp lại!